Cảnh Hải Hùng trong xe khách 46 chỗ nhồi nhét 71 hành khách. Xe khách chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận, khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thì bị cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện nhồi nhét lên tới 71 người, vượt quá 25 người so với quy định tối mùng 1 tháng 9. Trung tá Lê Ánh Dương, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai, xác nhận trạm vừa lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận kiểm định đăng kiểm đối với phương tiện là xe khách biển kiểm soát 86B-009 của nhà xe Thành Đạt và tạm giữ một giấy phép lái xe hạng E của tài xế Nguyễn Tấn Lợi, sinh năm 1986, ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về lỗi chở quá số người quy định. Vào chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin phản ánh từ hành khách về việc xe khách biển kiểm soát 86B-009 của nhà xe Thành Đạt chạy tuyến bến xe miền Đông, Bắc Truộn, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, nhồi nhét, chèn ép hành khách. Tiếp nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã tổ chức đón